Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony nha. Thì trong mấy ngày vừa qua Tony nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn thợ nail cũng như chủ tiệm nail là anh Tony ơi, mình làm chủ tiệm nail á, mình có apply tiền thất nghiệp được không? Và nó có bị ảnh hưởng gì đến cái hồ sơ thuế của mình sau này hay không? Và mình nếu mình apply thì mình có được 600 tiền thất, tức là 600 của cái tiền liên bang đó các bạn. Nó tóm lại rất là nhiều câu hỏi từ các bạn thợ nail cũng như chủ tiệm nail. Thì ngày hôm nay Tony sẽ chia sẻ với các bạn từ đầu đến đuôi luôn, từ đầu cho đến cái ngón chân cái, ngón chân út luôn nha các bạn. Là tại vì Tony mới vừa lãnh tiền thất nghiệp, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái trang website thất nghiệp của tiểu bang Texas và vào cái account thất nghiệp của Tony, và mình sẽ nhìn từng con số một và cũng như là nhìn từng cái tuần lễ một luôn, weekly luôn nha các bạn nha. Thì nói thật với các bạn, trước khi đi vào cái này á, thì Tony xin nói với các bạn một cái điều như thế này, là nếu các bạn nào làm chủ mà các bạn còn đang hoang mang, đang thắc mắc là chần chừ là không biết có nên apply hay không, thì thật sự với các bạn là các bạn nên apply đi, tại vì nó không có dính dáng gì tới cái hồ sơ thuế của các bạn sau này đâu. Tại vì đây là cái trận đại dịch, và cái chính phủ cũng như là tiểu bang người ta nới lỏng cái điều kiện thất nghiệp ra cho tất cả mọi người, những người nào làm tự làm chủ rồi thêm nay đi nay, rồi nó tóm lại tất cả mọi người đó. Thành ra các bạn apply và các bạn sẽ được hưởng quyền lợi từ liên bang là $600, và sau này các bạn cũng không có bị audit cái thế đâu, các bạn đừng có lo nha. Thì điển hình là Tony đây, ví dụ là Tony đây, thì các bạn thấy rồi đó. Và đây là cái kết quả mà sau mấy tuần lễ Tony apply tiền thất nghiệp, thì coi như ngày hôm nay thì coi như là mình đã lãnh được một cục, tức là mình apply mấy tuần lễ qua nhưng mà người ta vẫn review cái application của mình, tức là người ta xem xét, người ta cứu xét và sau đó người ta mới trả lời. Thì sau khi người ta trả lời thì người ta sẽ tính các bạn từ đầu đến đuôi, tức là từ bắt đầu cái ngày các bạn nghỉ cho đến hiện tại. Và một câu hỏi nữa là có nhiều bạn hỏi là nếu mà hiện tại bây giờ em chưa lãnh được một đồng bạc nào hết, rồi bây giờ em sắp sửa đi làm lại rồi, vậy thì trong cái thời gian qua tiền thất nghiệp em nó đi đâu? Thì thật sự với các bạn là cho dù các bạn đi làm lại và sau khi sở thất nghiệp người ta đã có quyết định trả tiền cho bạn, thì người ta sẽ tính bắt đầu từ cái ngày bạn nghỉ cho đến cái ngày bạn đi làm lại. Ví dụ nha, bạn nghỉ 1.5 tháng thì người ta sẽ tính bắt đầu từ ngày 1 cho đến 1.5 tháng đó. Tức là người ta sẽ trả đầy đủ cho các bạn, cho dù các bạn đã đi làm trở lại bạn vẫn được nhận tiền bình thường nha. Rồi bây giờ thì mình không nói nhiều nữa, mình đi vào cái nội dung của ngày hôm nay và mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đây thì bây giờ nè, đây là cái account của Tony nha, tên họ và đây là tiểu bang Texas nha các bạn. Các bạn thấy rõ không vậy? Đây nè, để mình ấy lên đó. Đây nè, qua đây cho các bạn thấy nè, tiểu bang Texas nè, tên mình nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào claim and payment đó. Đây các bạn thấy không, cái số 207 đồng này là các bạn biết cái gì không? Đó là cái tiền thất nghiệp của tiểu bang Texas. Thì cái số này nó thay đổi tùy theo cái tiểu bang bạn sinh sống nha các bạn nhé. Cũng như Tony đã nói, vì cái trận đại dịch này cho nên những người làm 1099, những người tự làm chủ, những người thợ nail, chủ tiệm nail mới có đủ điều kiện để xin tiền thất nghiệp, là tại vì chính phủ giúp mình đó các bạn. Cho nên cái số này nè, tùy theo mỗi tiểu bang mà nó khác nhau. Hiện tại bây giờ thì mình đang ở tiểu bang Texas cho nên mình sẽ chia sẻ về cái tiểu bang Texas. Thì cái tiểu bang Texas là $207, các bạn thấy đó, $207, cái này là benefit của tiểu bang và cộng thêm $600 của liên bang các bạn nha. Thì tổng cộng là ngày ngày hôm nay cho hiện tại bây giờ thì người ta trả cho tôi này là $2,628 đó. Rồi các bạn ha, nó sẽ bỏ vào cái account của mình là ngày 27 tháng 4, hiện tại bây giờ là ngày 27 tháng 4, hiện tại bây giờ là 10:30 sáng thứ hai đó các bạn, ngày 27 tháng 4, nó sẽ bỏ vào cái nhà băng đó, các bạn thấy không? Và các bạn thấy không, cái số này nè, $2,364 nè, tại sao ở trên này $2,628 mà tại sao nó bỏ vô cho mình có $2,364? Đó là tại vì mình bị thuế của liên bang $264. Cái lúc mà các bạn điền đơn á, lúc mà các bạn điền đơn xin tiền thất nghiệp á, người ta có một câu hỏi là bạn có muốn trừ thuế không, thì mình trả lời yes hay no. Tony trả lời yes cho nên người ta trừ thuế liền mỗi tuần luôn nha các bạn nhé. Ví dụ nha, chút xíu nữa Tony sẽ cho các bạn xem ví dụ nè. Đó,
tiệm của Tony đóng cửa ngày 24 tháng 3 là nhằm ngày thứ tư, nhưng mà thường thường cái sở thất nghiệp á, người ta tính tiền các bạn là từ thứ hai cho đến thứ bảy, cho nên người ta làm bắt đầu là từ ngày 22. Thật sự thì Tony đóng cửa tiệm là ngày 24 các bạn nhé, là nhằm ngày thứ tư á. Đó, đây là ngày 22 đến ngày 28 là một tuần, ngày 29 đến ngày 4 tây tháng 4 là hai tuần, rồi 5 đến 11 là ba tuần, 12 đến 18 là bốn tuần. Tức là hiện tại bây giờ là người ta trả cho Tony bốn tuần lễ, người ta dồn lại người ta trả một lúc, tại vì mấy tuần vừa qua Tony chưa có lãnh được đồng bạc nào hết, là tại vì người ta phải xem xét đó các bạn, người ta xem xét hồ sơ, và bên cạnh đó người ta phải đợi mà người ta làm việc thỏa thuận với liên bang về cái vụ $600 nữa. Thì cái tiểu bang Texas này á, là người ta nhận cái chương trình PUA là khoảng ngày 11, 12 tây tháng 4 gì đó. Đó các bạn, hiện tại bây giờ thì còn rất là nhiều tiểu bang chưa có cái chương trình PUA này. Giống như tiểu bang Cali á, thì ngày mai thì ngày 28 tây thì hình như nghe nói tiểu bang Cali, tại mình có một hai người bạn ở bển á, nghe nói là ngày 28 tây tháng 4 thì mới bắt đầu nhận cái chương trình PUA. À, còn tiểu bang Texas thì ngày 11, 12 tây tháng 4 gì á. Thì nói tóm lại trong mấy tuần lễ vừa qua thì Tony đợi chờ thì bây giờ người ta gom lại một cục người ta đưa cho mình. Đó, các bạn thấy là cái tuần lễ ngày 22 đến ngày 28 là lúc đó là chính phủ chưa có pass qua cái gói hỗ trợ $2,000 tỷ, cho nên Tony chỉ lãnh được có 207 đồng cái tuần đầu tiên đó các bạn, là của tiểu bang. Rồi sau đó bắt đầu ngày 29 tây tháng 3 thì cái gói hỗ trợ đó được thông qua, tức là mọi người được thêm $600, cho nên Tony lãnh được 807 đồng. Nhưng mà trừ thế nè các bạn ha, cái tuần đầu tiên mình lãnh có 207 đồng, trừ thế $21, rồi sau đó 3 tuần kế tiếp thì trừ thế $81, tại vì mỗi tuần Tony lãnh được $807, thành ra trừ thế còn là $81, còn lại $726. Tổng cộng lại ngày hôm nay người ta deposit vào account cho Tony ngày 27 tháng 4 2020, người ta bỏ vào là $2,364, cái thố đồ 4 tuần là $2,628, trừ thế 4 tuần, trừ thế 4 tuần nè các bạn nhìn thấy không, 81, 81, 81, 21, tổng cộng lại là $264, còn lại $2,364. Các bạn nhìn kỹ chưa đó. Thành ra đây là một cái video Tony muốn chia sẻ lại với các bạn, cho dù các bạn làm chủ nhưng mà các bạn cứ việc apply tiền thất nghiệp đi nhé, vì đây là cái quyền lợi của mình trong cái mùa đại dịch này. Chính phủ nới lỏng điều kiện cho tất cả mọi người chứ không riêng gì những người W2, cho nên bạn đừng có lo lắng mà hồ sơ thuế bị audit hay là bị như thế nào bị về sau này, không có đâu các bạn nhé, hoàn toàn không có. Cho nên chủ tiệm nail vẫn lãnh được $600 và vẫn lãnh được tiền thất nghiệp tùy nơi bạn đang sinh sống, thì cái con số này nó khác nhau, cái số mà của tiểu bang nó khác nhau thôi, còn cái số liên bang 600 thì nó giống nhau các bạn nhé. Thì đó, các bạn nhìn kỹ chưa, đây là cái hồ sơ của mình đây, đây là cái trang web và đây là cái account của mình nhé các bạn nhé. Thì một lần nữa Tony xin chia sẻ với các bạn luôn đây, khi mà các bạn điền đơn thất nghiệp á, thì người ta sẽ hỏi các bạn là các bạn muốn lãnh bằng thẻ hay là muốn lãnh tiền bỏ thẳng vào account, thì mình được quyền chọn lựa, thì mình chọn lựa là bỏ thẳng vào account các bạn đây nè, và cái account của mình là như thế nào, rồi checking hay saving thì mình tự điền vào cái thời điểm mà các bạn điền đơn á, à thấy chưa, thì mình bỏ thẳng vào account luôn, thành ra người ta sẽ bỏ một cái drop vô đó. Rồi Tony sẽ cho các bạn xem một cái này nữa, tại có rất là nhiều bạn hỏi là payment request, tức là mình yêu cầu thanh toán mỗi hai tuần các bạn phải yêu cầu thanh toán một lần nha các bạn nha, và người ta sẽ cho các bạn cái ngày để mà các bạn vào các bạn request cái payment. Thành ra các bạn nhớ nha, mỗi hai tuần cái trách nhiệm của mình là phải yêu cầu thanh toán thì mình mới có tiền các bạn nha. Các bạn thấy không, trong mấy tuần lễ vừa qua cho dù là Tony không có nhận được đồng bạc nào, nhưng mà mỗi hai tuần Tony phải vào request cái payment một lần. Thì bây giờ nè, cái kế tiếp của Tony là sẽ vào ngày thứ ba tuần sau các bạn nhé. Yes, đó, mỗi hai tuần là mình phải vào mình yêu cầu thanh toán một lần. Rồi thôi thì đây là một chút xíu chia sẻ mà Tony muốn chia sẻ lại cho các bạn nào làm chủ tiệm nail. Các bạn cứ việc apply tiền thất nghiệp không sao hết, và nó không có ảnh hưởng gì đến cái chuyện sau này, tại vì đây là một cái trận đại dịch, cho nên mọi người đều có quyền lợi các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn kỹ chưa, nè, bắt đầu từ ngày 22 đó, nhìn kỹ nha,
mà nhìn kỹ cho, bắt đầu từ ngày 2, từ ngày 22 nè các bạn đó, 4 tuần lễ nó gom lại nó trả một đống nè. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video. Nếu các bạn thấy hay thì thấy hữu ích thì các bạn chia sẻ với mọi người để mọi người biết các bạn ơi, để mọi người biết mà mọi người apply để mà coi như xoay sở qua cái trận đại dịch này nha, xoay sở qua cái lúc mà mình đang ở nhà đó các bạn nha. Rồi nếu các bạn là chưa bấm like thì bấm like và ủng hộ Tony bằng cách là comment bên dưới, chia sẻ những cái ý kiến của các bạn, cũng như là share cái video, cũng như là bấm like để cho Tony có một cái động lực để chia, để mà làm nhiều cái video mới nữa để chia sẻ thông tin hữu ích với mọi người nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.